ba mối họa tiềm ẩn trong cuộc đời còn lại của tuổi Canh Tý. Sinh năm 1960, tránh ngay kẻo tổn đức bản mệnh, chiêu mời tai ương, tránh được là an dưỡng tuổi già, phúc phận hết phần thiên hạ. Chữ Canh biến thành chữ Ân, tánh tình mau mắn làm ơn cho người, tấm lòng trung thực vẹn về, làm ơn nên oán nhiều lần lo toan, của con có sẵn tuổi già, tuổi trẻ lao khổ tha phương lập thành. Nhiều khi tán tụ như xương, khi ăn chẳng hết lúc thì tay không, nợ duyên tan vỡ buồn lòng, đôi lần ly biệt mới nên gia đình, khá nên tích thiện tu thân, tuổi già sẽ thấy môn đình sung vinh. Quý cô bác Canh Tý thân mến, trong lá số tử vi ngày hôm nay, chúng tôi xin cảnh báo về ba hiểm họa tiềm ẩn về cuộc đời tuổi Canh Tý mà chưa từng có ai tiết lộ. Quý cô bác có bất cứ câu hỏi nào về vận mệnh tài lộc của mình thì đừng ngại, hãy để lại ngày tháng năm sinh và giờ sinh trong phần bình luận ở dưới video này để ban biên tập chương trình giải đáp cho quý cô bác trong thời gian sớm nhất và hoàn toàn miễn phí nhé. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh để được cập nhật những video hay và hữu ích sớm nhất. Còn bây giờ không để quý cô bác chờ lâu hơn nữa, ngay sau đây là luận giải chi tiết. Ba mối họa tiềm ẩn trong cuộc đời còn lại của tuổi Canh Tý. Sinh năm 1960, tránh ngay kẻo tổn đức bản mệnh, chiêu mời tai ương, tránh được là an dưỡng tuổi già, phúc phận hết phần thiên hạ. Năm Canh Tý thời gian đã qua, trong tâm hồn nhớ mãi không xa, hồi ước xưa tràn đầy nắng hạ, tuổi thanh xuân rực rỡ như hoa. Sinh ra năm ấy hân hoan trên đời, như giọt sương mai dạng ngời ngời. Tự hào năm xưa sinh ra ấy, bước đi trên đường đầy niềm vui, tuổi Canh Tý đầy áp kỷ niệm, ngọt ngào như hoa sắc màu tình thêm, gian truân cuộc sống qua bao thăng trầm. Vẫn trái tim đẹp, vẫn mãi vui tươi thêm, đời trôi đi mãi năm xưa tàn phai, nhưng trong lòng ta kỷ niệm không phai, tuổi Canh Tý ơi xin giữ mãi, hạnh phúc mai này chọn không phai. Trước tiên, hãy nắm được bố cục của lá số tử vi dành cho tuổi Canh Tý. 1. Tổng quan tính cách tuổi Canh Tý. 2. Phương diện sự nghiệp, tình duyên gia đạo, sức khỏe của Canh Tý, sinh năm 1960. 3. Ba hiểm họa cần tránh trong những năm còn lại của cuộc đời Canh Tý và cách hóa giải. 4. Những tuổi hợp và tuổi đại kỵ với người tuổi Canh Tý. 5. Tử vi tuổi Canh Tý theo các mốc thời gian trong cuộc đời. 6. Lời nhắc mệnh. Đầu tiên, chúng ta cùng khám phá tính cách tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, để xem thời trẻ họ đã tung hoành thiên hạ như thế nào. Dưới đây là 10 tính cách của những người sinh năm Canh Tý 1960. 1. Quyết đoán. Người sinh năm Canh Tý thường là những người quyết đoán và kiên quyết trong việc đạt được mục tiêu. Họ không ngại đối mặt với những trở ngại và sẵn lòng làm việc chăm chỉ để vượt qua khó khăn. 2. Sáng tạo. Canh Tý có tư duy sáng tạo và khả năng tạo ra những ý tưởng mới. Họ không sợ thử nghiệm và luôn tìm cách để làm việc một cách sáng tạo và đột phá. 3. Trực giác mạnh mẽ. Tính trực giác của Canh Tý giúp họ có khả năng cảm nhận và nhìn nhận sự thật ẩn sau những biểu hiện bên ngoài. Điều này giúp họ đưa ra quyết định đúng đắn và chọn đúng con đường phát triển. 4. Khả năng lãnh đạo với tính cách mạnh mẽ và quyết đoán. Canh Tý thường có khả năng lãnh đạo tốt, họ tự tin và có khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng hiệu quả, dẫn dắt người khác đến mục tiêu chung. 5. Cương trực. Canh Tý có tính cách cương trực và không ngại đối mặt với khó khăn, họ luôn kiên nhẫn và quyết tâm trong việc đạt được những gì mong muốn. 6. Thích ứng. Mặc dù có tính cách mạnh mẽ, Canh Tý cũng có khả năng thích ứng với môi trường và hoàn cảnh khác nhau, họ linh hoạt và sẵn lòng thay đổi chiến lược, hướng đi nếu cần thiết để đạt được thành công. 7. Kiên nhẫn. Canh Tý có khả năng chịu đựng và kiên nhẫn trong công việc, cuộc sống, họ biết rằng thành công không đến một cách dễ dàng và sẵn lòng đầu tư thời gian công sức để đạt được một mục tiêu. 8. Tận tâm. Canh Tý là những người tận tâm với công việc và những mục tiêu mà họ đặt ra. Họ cam kết hoàn thành công việc một cách tốt nhất và không ngại gian khó để đạt được thành công. 9. Tự tin. Tự tin là một đặc điểm quan trọng của Canh Tý. Họ tin tưởng vào khả năng của mình và có thể đối mặt với thách thức một cách tự tin không sợ hãi. 10. Tinh thần hướng ngoại. Canh Tý thường có tinh thần hướng ngoại và quan tâm đến cộng đồng xung quanh, họ có lòng tử tế và sẵn lòng giúp đỡ người khác, đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Mặc dù có nhiều ưu điểm, nhưng cũng có một số nhược điểm trong tính cách của những người sinh năm Canh Tý 1960. Dưới đây là một số nhược điểm phổ biến. 1. Cứng nhắc. Tính cách cứng nhắc là một nhược điểm tiềm ẩn trong tuổi Canh Tý. Họ có xu hướng giữ vững quan điểm và khó thay đổi ý kiến. Điều này có thể khiến họ gặp khó khăn trong việc chấp nhận ý kiến khác và tìm cách hợp tác với người khác. 2. Khó chấp nhận phê bình. Với tính cách mạnh mẽ và quyết đoán,
Canh Tý có thể khá khó khăn trong việc chấp nhận phê bình và góp ý từ người khác. Họ có thể cảm thấy tổn thương và tự ti khi nhận phê bình và có xu hướng phản ứng phòng thủ. 3. Thiếu linh hoạt. Mặc dù có khả năng thích ứng, nhưng Canh Tý cũng có thể thiếu linh hoạt trong môi trường mới hoặc trong các tình huống không quen thuộc. Họ có thể khá khó khăn trong việc thay đổi chiến lược và thích nghi với những sự thay đổi bất ngờ. 4. Cảm xúc khó thể hiện. Do tính cách mạnh mẽ và quyết đoán, Canh Tý có thể gặp khó khăn trong việc thể hiện và chia sẻ cảm xúc. Họ có xu hướng giữ lại cảm xúc bên trong và không dễ dàng chia sẻ với người khác. Điều này có thể tạo ra cảm giác khó hiểu và xa cách với người xung quanh. Tóm lại, tính cách của những người sinh năm Canh Tý có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Họ thường là những người quyết đoán, sáng tạo, lãnh đạo tự nhiên và có khả năng thích ứng với môi trường. Tuy nhiên, họ cũng có thể bị cứng nhắc, khó nhận phê bình, thiếu linh hoạt và khó thể hiện cảm xúc. Những đặc điểm này có thể ảnh hưởng tới mối quan hệ và sự phát triển cá nhân. Tuy nhiên, không phải tất cả những người sinh năm Canh Tý đều có những nhược điểm trên và mỗi người có tính cách riêng, khả năng tự phát triển và cải thiện bản thân. Xét về phương diện sự nghiệp của Canh Tý, sinh năm 1960. Xét chung về sự nghiệp Canh Tý, gần như cả một đời đều bận rộn, mệt mỏi bôn ba, dành hết thời gian và tâm sức cho công việc, gia đình, luôn mong một ngày khấm khá lên. Dù cho vất vả bao nhiêu, nhưng sau cùng bạn vẫn thấy không hài lòng, vẫn có rất nhiều việc không thể hoàn thành, ví dụ như xây nhà lầu, mua xe hơi hay đi du lịch nước ngoài cùng cả gia đình. Canh Tý cả một đời đều đang tiết kiệm tích góp dành dụm, nhưng dù cho rẻ sẻn bao nhiêu, tiền bạc vẫn không bao giờ thấy đủ, càng kiếm được tiền, lại càng thấy thiếu tiền. Vậy nên họ luôn chạy theo cuồng quay của cuộc sống, để giờ đây khi đã về độ tuổi xế chiều, một số người vẫn tối tăm mặt mũi, lao vào cuộc sống mưu sinh. Mà đáng ra ở độ tuổi này, họ đang phải được nghỉ ngơi an dưỡng, một số Canh Tý giờ phút này vẫn nợ ngập đầu, con cái phá gia chi tử. Canh Tý làm bao nhiêu chúng phá bấy nhiêu, cả đời gây dựng sự nghiệp, những tưởng con cái sẽ nối nghiệp, ai dè chúng phá tất cả. Theo sách tử vi cổ học Hy Lạp để lại, người tuổi Canh Tý về đa số sinh ra không phải được sống trong giàu sang nhung lụa, nhưng nhờ sự nỗ lực cống hiến và khả năng làm việc không ngừng nghỉ mà sau này họ cơ bản đều đạt được mục tiêu của mình, chỉ là người đến sớm, người đến muộn mà thôi. Thậm chí đến giờ phút này vẫn còn nhiều người chưa đạt được, còn một số người có thể chịu đựng được khó khăn, biến cố lớn trong cuộc đời thì họ giờ đây đã trở thành đại gia, vang danh thiên hạ. Có thể kết luận rằng, sự nghiệp của Canh Tý phụ thuộc rất nhiều vào ý chí và sự kiên cường của họ, sinh ra không ở vạch đích, nhưng chỉ cần họ kiên trì cố gắng, luôn học hỏi thì không sợ không thành công, mà có không thành công thì cũng thành nhân. Đối với Canh Tý làm công nhân, họ là người chăm chỉ, luôn tuân thủ mọi quy định ở chỗ làm, họ cũng linh động và sáng tạo trong công việc, đặc biệt trách nhiệm rất cao, đi làm đúng giờ, trong thời gian làm việc luôn nghiêm túc, hoàn thành xong nhiệm vụ của mình mới nghỉ ngơi. Đến bây giờ mặc dù đã trong độ tuổi về hưu, một số người tuổi Canh Tý vẫn ham công tiếc việc mà chưa chịu nghỉ ngơi. Nếu công ty họ đang làm không tuyển dụng họ nữa, do tuổi tác không phù hợp, thì họ sẽ tìm một công việc khác nhẹ nhàng hơn, phù hợp với độ tuổi hơn để làm. Đối với Canh Tý làm kinh doanh, Canh Tý đầu óc linh hoạt sáng tạo, nảy số nhanh, bởi thế công việc kinh doanh khá thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên ở giai đoạn đầu thì ai cũng gặp những sóng gió nhất định rồi. Tuy nhiên, đến giờ bạn không cần phải lo lắng nữa rồi, nhà cửa đàng hoàng, vợ thảo con đã lớn khôn, bạn còn muốn thế nào nữa? Ở độ tuổi 64, vẫn còn rất nhiều người chưa rời bỏ sự nghiệp của mình. Một phần vì họ rất đam mê công việc của họ, phần khác là vì họ chưa tin tưởng vào con cháu của mình, nên chưa thể giao tài sản cho con cháu được. Nhưng bạn cũng nên tính dần rồi, ngay từ bây giờ hãy tâm sự với con cái nhiều hơn, truyền lại kinh nghiệm cho con cháu hay người nối nghiệp của mình dần đi, để họ có thể tiếp nối sự nghiệp của bạn, còn bạn hãy lui về ở ẩn, chết có mang theo được đống tài sản đó đâu, tuổi này rồi cố gắng nữa để làm gì. Còn đối với người làm công chức nhà nước, bạn là người trung thực, tỉ mỉ, giao tiếp tốt, trước đây bạn cũng có ước mơ cao lên ông nọ bà kia. Nhưng sau một thời gian cố gắng trường kỳ, bạn vẫn chỉ đạt đến một giới hạn nhất định, nhưng không sao, nếu ai mà cũng làm ông to bà lớn, thì ai sẽ là người làm những công việc nhỏ, có thể cả cuộc đời bạn không đạt được ước mơ của mình. Nhưng đến giờ phút này bạn vẫn an toàn bên con cháu là tuyệt vời rồi. Bởi gần đây, bạn thấy đấy, rất nhiều quan chức nhà nước đã lần lượt vào tù vì tham ô, ăn hối lộ. Cậy chức cậy quyền, bạn vẫn còn đang ngồi đây nghe chúng tôi nói, chắc hẳn bạn là chứng trực, tuân thủ pháp luật. Khi về hưu, chế độ hưu trí có thể không đủ đáp ứng, hoặc Canh Tý muốn làm việc gì đó cho vui vẻ, thì họ cũng sẽ tìm kiếm một vài công việc để làm thêm.
hoặc có thể tìm kiếm những hoạt động mới mà họ đam mê. Điều này có thể bao gồm tham gia vào các sở thích cá nhân như nghệ thuật, âm nhạc, du lịch, hoặc thậm chí khởi nghiệp một dự án riêng. Việc tìm thấy niềm đam mê mới sẽ giúp họ tiếp tục tận hưởng cuộc sống và phát triển sự nghiệp theo hướng khác. Nhưng chúng tôi khuyên bản mệnh, đến độ tuổi này rồi, đã qua 3/4 cuộc đời, bản mệnh nên nghỉ ngơi mặc kệ con cháu, họ lớn rồi tự lo được cho mình, đừng bận tâm nhiều nữa. Nhiệm vụ của quý mệnh chủ bây giờ là sống vui, sống khỏe và sống có ích là được. Hãy dành thời gian và chú trọng vào sức khỏe của bạn. Tham gia vào các hoạt động thể dục nhẹ nhàng như đi bộ, yoga, bơi lội hoặc các lớp thể dục nhóm, bảo đảm bạn có chế độ ăn uống lành mạnh và điều chỉnh theo nhu cầu cơ thể. Dành thời gian để thực hiện những sở thích cá nhân mà trước bạn không có đủ thời gian để thực hiện, đó có thể là viết lách, nghệ thuật, du lịch, trồng cây hay tham gia các câu lạc bộ và nhóm sở thích. Ngoài ra, dựa vào kinh nghiệm mấy mươi năm qua, bạn có thể truyền đạt những kinh nghiệm của mình cho con cháu, cho những người cần thiết để giúp họ thành công hơn trong cuộc đời. Vậy, tử vi về phương diện tình duyên gia đạo của Canh Tý, sinh năm 1960, như thế nào? Ngay từ khi còn trẻ, người tuổi Canh Tý đã cân nhắc, suy nghĩ kỹ lưỡng và không thích đưa ra quyết định nhanh chóng. Việc chọn một người bạn đời là quyết định lớn trong cuộc đời và họ muốn đảm bảo rằng quyết định đó được đưa ra một cách chín chắn và cân nhắc. Họ thường có quan niệm cao về tình yêu và hôn nhân. Họ coi tình yêu là một sự cam kết lớn và muốn xây dựng mối quan hệ đáng tin cậy và vững chắc. Người tuổi Canh Tý thường đánh giá cao sự ổn định và đáng tin cậy trong mối quan hệ. Họ muốn chọn một người bạn đời có tính chất trung thành, trung thủy và đáng tin cậy. Việc lựa chọn một người đồng hành đáng tin cậy sẽ giúp họ xây dựng mối quan hệ bền vững và hạnh phúc. Do đó, việc lựa chọn một người bạn đời phù hợp là một yếu tố quan trọng trong cuộc đời của Canh Tý. Sau khi có gia đình, họ đặt gia đình là ưu tiên hàng đầu và có lòng trung thành, yêu thương sâu sắc đối với gia đình. Người tuổi Canh Tý có tính chất quan tâm và hỗ trợ người khác trong mối quan hệ tình cảm. Họ thường là người lắng nghe và tạo điều kiện cho người đối tác tự do thể hiện và phát triển bản thân. Họ có sự kiên nhẫn, sự thông cảm và tôn trọng đối với người đối tác trong tình yêu và hôn nhân. Họ cũng cống hiến và trung thủy trong mối quan hệ. Tuy nhiên, đồng nghĩa với điều đó thì họ lại có yêu cầu rất cao ở người bạn đời của mình. Họ không bao giờ chấp nhận người bạn đời nào thiếu sự thủy chung. Còn sau khi về hưu, bạn dành thời gian và năng lượng để chăm sóc, tạo dựng mối quan hệ thân thiết với gia đình, tham gia các hoạt động chung như dạo chơi, du lịch, ăn tối gia đình hoặc tổ chức các buổi họp mặt thường xuyên, tạo ra không gian và thời gian để tận hưởng sự gắn kết chia sẻ với nhau. Bạn có thể cung cấp sự hỗ trợ tài chính tư vấn hoặc giúp đỡ trong các hoạt động hàng ngày, hiểu và chia sẻ niềm vui khó khăn của gia đình. Để tạo ra một môi trường ủng hộ và an lành, bạn cũng cần tạo ra không gian và thời gian riêng cho mình và đối tác. Hãy thả lòng và thưởng thức những hoạt động thú vị cùng nhau, như xem phim, du lịch hay thực hiện những sở thích chung. Điều này sẽ giúp tăng cường mối quan hệ và tạo ra niềm vui hạnh phúc trong gia đình. Còn bây giờ là về phương diện sức khỏe của Canh Tý, sinh năm 1960. Người tuổi Canh Tý thường có sức khỏe bền vững và sức chịu đựng tốt, giúp họ vượt qua những thử thách và khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, do tính cách linh hoạt và kiên nhẫn, Canh Tý có thể có xu hướng đối mặt với áp lực, căng thẳng trong cuộc sống. Để duy trì sức khỏe tốt, họ cần học cách quản lý căng thẳng và tạo ra một môi trường sống thoải mái cân bằng. Đến nay bạn cần lưu ý một số căn bệnh và cách phòng ngừa sau để sống lâu, sống khỏe. Thứ nhất, bạn có thể gặp các vấn đề như khó tiêu, viêm loét dạ dày, tiểu đường, rối loạn chức năng gan và mật, táo bón hoặc tiêu chảy về hệ thần kinh như đau thần kinh, căng thẳng, rối loạn giấc ngủ. Các vấn đề liên quan đến tâm lý như lo âu và trầm cảm, vấn đề về hệ tim mạch, nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch như bệnh tim, cao huyết áp, đột quỵ và xơ vữa động mạch cũng có thể tăng. Vấn đề về xương và khớp, tuổi già có thể mang tới vấn đề về xương và khớp như loãng xương, viêm khớp, thoái hóa khớp và đau lưng. Vấn đề về hệ hô hấp, người tuổi Canh Tý có thể dễ bị ảnh hưởng bởi những vấn đề về hệ hô hấp như hen suyễn, viêm phổi, các bệnh lý liên quan tới phổi. Để tránh được những căn bệnh trên, quý bản mệnh cần duy trì một lối sống lành mạnh, đảm bảo bạn có một chế độ ăn uống cân đối, bao gồm nhiều rau, trái cây, thực phẩm giàu chất xơ và giảm tiêu thụ các loại thức ăn không tốt cho sức khỏe như thực phẩm nhanh, đồ ngọt và mỡ động vật. Hạn chế tiếp xúc với chất gây ô nhiễm và thực hiện thể dục đều đặn để duy trì cơ thể khỏe mạnh, thực hiện kiểm tra y tế định kỳ. Điều quan trọng là thực hiện các kiểm tra y tế định kỳ và khám sức khỏe theo lịch trình được đề ra bởi bác sĩ. Điều này giúp phát hiện và điều trị sớm các vấn đề về sức khỏe tiềm ẩn và giữ cho cơ thể khỏe mạnh.
điều chỉnh lối sống, hãy cố gắng loại bỏ các thói quen xấu như hút thuốc lá và uống rượu quá mức vì chúng có thể gây hại tới sức khỏe. Nếu bạn đang gặp vấn đề về cân nặng, hãy tìm cách giảm cân hoặc duy trì cân nặng lý tưởng để giảm nguy cơ mắc bệnh liên quan đến cơ thể. Thực hiện biện pháp phòng ngừa, tuân thủ các biện pháp phòng ngừa như tiêm phòng, thực hiện vệ sinh cá nhân đúng cách và hạn chế tiếp xúc với tác nhân gây bệnh. Điều này giúp ngăn chặn sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm và giúp bảo vệ sức khỏe của bạn. Tìm sự hỗ trợ chuyên môn. Nếu bạn được chẩn đoán mắc một bệnh cụ thể, hãy tuân theo hướng dẫn và điều trị từ bác sĩ khi bạn loại bỏ bệnh tật và khắc phục vấn đề sức khỏe. Chất lượng cuộc sống của bạn sẽ được cải thiện, bạn có thể trở lại hoạt động hàng ngày, tận hưởng cuộc sống và tham gia vào những hoạt động mà bạn yêu thích. Tiếp theo là cảnh báo về 3 hiểm họa cần tránh trong những năm còn lại của cuộc đời Canh Tí, sinh năm 1960 và cách hóa giải. Trong những năm còn lại của cuộc đời Canh Tí, có 3 hiểm họa bạn cần phải tránh. Nếu không tổn đức bản mệnh chiêu mời tai ương, dưới đây là 3 hiểm họa và cách hóa giải để đảm bảo sự an lành và hạnh phúc. 1. Hiểm họa thứ nhất, gia đình bất hòa. Khi Canh Tí về hưu, có thể xảy ra sự thay đổi trong quyền lực gia đình. Những người trước đây phụ thuộc vào Canh Tí có thể cảm thấy mất đi một nguồn hỗ trợ và không còn cảm thấy có giá trị trong việc đưa ra quyết định gia đình. Trước đây, họ có thể đã có vai trò và trách nhiệm cụ thể trong việc làm, thu nhập và chăm sóc gia đình. Khi họ không còn thực hiện những vai trò này, họ có thể cảm thấy không còn được trân trọng hoặc có giá trị trong mắt các thành viên khác của gia đình. Điều này có thể gây ra căng thẳng và bất hòa. Canh Tí khi về hưu, tài chính gia đình có thể bị ảnh hưởng nếu người về hưu không có một kế hoạch tài chính rõ ràng hoặc không đủ tiền để duy trì một mức sống tương tự như trước đây. Điều này có thể gây ra căng thẳng và tranh cãi về tiền bạc trong gia đình. Ngoài ra, khi Canh Tí về hưu, có thể có thời gian và sự tự do nhiều hơn để theo đuổi những sở thích cá nhân và thú vui riêng. Điều này có thể tạo ra sự bất cân đối với những thành viên khác trong gia đình. Sự không đồng điều này có thể dẫn đến bất hòa và xung đột trong gia đình. Cách hóa giải. Để hóa giải mâu thuẫn gia đình, quý cô bác có thể tham khảo một số cách sau đây. 1. Giao tiếp và lắng nghe. Tạo ra không gian gia đình để mọi người có thể chia sẻ cảm xúc và quan điểm của mình. Quan trọng để mỗi thành viên được lắng nghe và tôn trọng quan điểm của người khác. Giao tiếp hiệu quả và sẵn lòng lắng nghe sẽ giúp mọi người hiểu nhau hơn và tìm ra cách giải quyết bất hòa. 2. Tạo ra kế hoạch tài chính. Nếu một người về hưu gặp khó khăn về tài chính, quan trọng để gia đình cùng nhau tạo ra một kế hoạch tài chính, bao gồm các chi tiết về chi tiêu, nguồn thu nhập, cách chia sẻ trách nhiệm tài chính. Bằng cách làm điều này, mọi người có thể thấy rằng vấn đề tài chính đang được xử lý một cách công bằng và minh bạch. 3. Tìm kiếm sự cân bằng quyền lực mới. Gia đình có thể thảo luận và xác định lại vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên sau khi một người về hưu. Điều này có thể đảm bảo rằng mỗi người trong gia đình cảm thấy được đánh giá cao và có sự đóng góp trong quyết định gia đình. 4. Thể hiện sự quan tâm và chia sẻ hoạt động. Mời những người về hưu tham gia hoạt động của gia đình, thể hiện sự quan tâm đến sở thích của họ. Điều này có thể giúp xây dựng gắn kết trong gia đình và tạo ra cơ hội để mọi người có thể tận hưởng thời gian chung và tương tác tích cực với nhau. 5. Hòa thuận và tôn trọng sự khác biệt. Quan trọng để gia đình thảo luận và thỏa thuận với nhau về việc tôn trọng sự khác biệt và sự đa dạng của mỗi người. Mỗi thành viên trong gia đình có thể có những nhu cầu và sở thích riêng và việc tôn trọng những điều này có thể giúp giảm căng thẳng, bất hòa. Hiểm họa thứ hai, tai nạn. Canh Tí có thể mắc phải một số tai nạn và vấn đề sức khỏe như 1. Tai nạn giao thông. Canh Tí có thể tham gia giao thông và có nguy cơ gặp tai nạn xe cộ, bất kể là người đi bộ, người lái xe hoặc người đi xe đạp. Việc giảm khả năng phản ứng và khả năng nhìn thấy, khả năng nghe có thể làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. 2. Tai nạn nhà cửa. Canh Tí có thể gặp tai nạn trong nhà, chẳng hạn như trượt ngã, té ngã từ cầu thang hoặc vấp ngã trên đồ đạc. Yếu tố như sự yếu đuối cơ bắp, giảm cường độ và sự cân bằng có thể làm tăng nguy cơ tai nạn trong không gian sống hàng ngày. Để tránh họa này, Canh Tí cần hạn chế tự lái xe, đi lại một mình. Canh Tí có thể xem xét sử dụng phương tiện công cộng hoặc dịch vụ chuyên chở để di chuyển. Điều này giảm nguy cơ tai nạn và áp lực khi phải tự lái xe, nên tuân thủ các quy định giao thông, bao gồm việc đảm bảo hoặc đúng quy tắc, giữ tốc độ an toàn, tuân thủ biển báo và tín hiệu đường và không vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Để tránh tai nạn ngay tại nhà, quý cô bác cần bố trí không gian sống một cách an toàn, loại bỏ các vật liệu vướng víu trên sàn nhà, giữ sạch và sáng bóng, đảm bảo rằng các đường dẫn không bị trơn trượt và có các thiết bị an toàn như tay nắm,
hoặc rào cản. Ở các khu vực nguy hiểm như bếp, phòng tắm, ánh sáng yếu có thể làm gia tăng nguy cơ bị ngã và gây tai nạn. Đảm bảo rằng các khu vực trong nhà được đủ ánh sáng và sử dụng ánh sáng mạnh, đèn đọc và đèn đầu giường để giúp người già dễ dàng nhìn thấy, tránh vật cản. Bài tập thể dục đều đặn có thể giúp người già tăng cường độ cơ bắp và cân bằng, điều này làm giảm nguy cơ ngã và tăng khả năng ổn định khi di chuyển. Có thể tham gia hoạt động như đi bộ, yoga, tập thể dục nhẹ hoặc các lớp thể dục dành cho người già. Thực hiện các cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ để theo dõi các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn như suy giảm thị lực, suy giảm thính giác, bệnh lý xương khớp, các vấn đề về sức khỏe khác. Điều này giúp phát hiện sớm và điều trị các vấn đề sức khỏe, giảm nguy cơ tai nạn. Đặc biệt quý cô bác, hãy liên lạc với con cháu hoặc hàng xóm thân cận mỗi khi thấy sức khỏe có vấn đề. Hiểm họa thứ 3, cô đơn và cô lập. Canh Tý khi về hưu có thể bạn đời hoặc bạn bè của mình đã không còn, con cái vì vô tâm, không quan tâm tận tụy Canh Tý, vậy nên lúc này họ thật cô đơn và cảm thấy chán nản. Để tránh được những hiểm họa đó, quý tín chủ có thể tham khảo một số điều sau đây. Để giảm áp lực và căng thẳng, hãy suy nghĩ ít lại và đừng nhạy cảm quá. Hãy xem mọi thứ trong cuộc sống này chỉ là tạm bợ và mình không cần thiết để tâm đến nó quá nhiều. Hãy tìm hiểu và áp dụng các phương pháp giảm căng thẳng như kỹ năng thở sâu, yoga, thiền hoặc tập thể dục thể thao nhẹ nhàng. Để không cô đơn cô lập, hãy xây dựng mối quan hệ và kết nối xã hội bằng cách tìm hiểu và tham gia các câu lạc bộ, tổ chức xã hội hoặc nhóm sở thích phù hợp với sở trường của bạn, tham gia các khóa học, lớp học hoặc các hoạt động tình nguyện để tạo cơ hội gặp gỡ và kết nối với những người có cùng sở thích và quan điểm. Dành thời gian cho gia đình và bạn bè bằng cách tổ chức các buổi họp mặt, đi du lịch hoặc tham gia các hoạt động chung. Hãy mở lòng lắng nghe và tạo mối quan hệ tốt với những người xung quanh, chia sẻ niềm vui và khó khăn. Tránh được 3 hiểm họa này, bạn sẽ sống vui, sống khỏe và sống dai, từ đó trở thành sống có ích. Thật phúc phận cho tín chủ nào lắng nghe đến giờ phút này. Tiếp theo đây là tử vi Canh Tý theo các mốc thời gian trong cuộc đời. Giai đoạn tuổi từ 0 tới 12. Đây là tuổi thơ ấu thiếu niên, nó đánh dấu sự tiến vào giai đoạn thanh niên, nơi bạn sẽ trải qua nhiều thay đổi về cơ thể tâm lý và xã hội. Hoàn cảnh đất nước lúc này đang bị đế quốc Mỹ xâm lược, ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế của Việt Nam. Bạn sinh ra trong hoàn cảnh này, về cơ bản thì cuộc sống về vật chất không được đảm bảo, dư âm của nạn đói 1945 vẫn còn. Thời điểm đó có thể ăn khoai, ăn sắn, ăn rễ cây để sống qua ngày thôi đã là hạnh phúc rồi. Giai đoạn tuổi từ 13 tới 24, đây là tuổi mà mệnh chủ tập trung vào học tập và hoàn thiện bản thân. Nó có thể đánh dấu sự khởi đầu của sự nghiệp và việc xây dựng đời sống cá nhân của bạn. Tuy nhiên, đất nước lúc này vẫn để lại hậu quả nặng nề sau chiến tranh, nền kinh tế chưa phục hồi hẳn, nên việc học hành cũng rất khó khăn. Có rất nhiều Canh Tý không đi theo con đường học tập mà họ tìm kiếm một nghề nghiệp để kiếm tiền. Giai đoạn tuổi từ 25 tới 36, đây là tuổi mà Canh Tý có thể đạt được sự ổn định trong sự nghiệp và cuộc sống. Nó cũng là mốc thời gian để đánh giá lại mục tiêu và hoài bão của mình, xác định những hướng đi phù hợp. Đây là thời điểm để Canh Tý xây dựng hạnh phúc gia đình, họ có tiêu chuẩn khá cao trong vấn đề này. Tuy nhiên trong giai đoạn này, Canh Tý cũng phải đối mặt với nhiều áp lực trong cuộc sống như áp lực về kinh tế, sự nghiệp, gia đình, bạn bè. Giai đoạn tuổi từ 37 tới 59, đây là tuổi nửa đời người, nơi bạn có thể có sự trưởng thành và sự tự nhìn nhận về cuộc sống. Nó có thể là thời điểm để xem xét lại ưu tiên và tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình. Giai đoạn tuổi 60 trở đi, một lợi ích lớn của về hưu là có thời gian tự do hơn. Bạn có thể sử dụng thời gian này để thực hiện những hoạt động mà Canh Tý yêu thích như đi du lịch, học hỏi, tham gia hoạt động xã hội, tình nguyện hay đơn giản là thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, một số người vẫn làm việc hoặc tìm kiếm các công việc khác để làm vì một số lý do như sau. Họ yêu công việc của mình và cảm thấy hài lòng khi hoạt động trong môi trường công ty. Họ không muốn ngừng làm việc hoàn toàn và tiếp tục tận hưởng công việc của mình. Một lý do quan trọng khác là tài chính. Một số người vẫn tiếp tục làm việc sau tuổi về hưu để duy trì một thu nhập ổn định và đảm bảo cuộc sống thoải mái hơn. Còn một số người khác lại có mục tiêu và ý nghĩa riêng trong công việc của mình. Họ muốn tiếp tục đóng góp cho xã hội, mang lại giá trị và cảm thấy có ý nghĩa khi làm việc. Cũng có người chọn tiếp tục làm việc sau tuổi về hưu để duy trì mối quan hệ xã hội và tương tác với đồng nghiệp. Công việc có thể mang lại một môi trường xã hội tích cực và giúp họ giữ liên lạc với cộng đồng, hoặc muốn tiếp tục làm việc để tiếp tục đối mặt với những thách thức và phát triển trí tuệ.
cũng tốt thôi, nhưng hãy thảo luận với gia đình, con cái, xem xét tình huống và sức khỏe của bản thân trước khi đưa ra quyết định, và nghỉ ngơi khi bạn cảm thấy sức khỏe của mình không được đảm bảo, vì có sức khỏe thì có tất cả, không có sức khỏe thì núi vàng núi bạc cũng chẳng mang theo được khi sang thế giới bên kia. Vâng, quý cô bác canh tí kính mến, bạn có thể không nhớ những lời tôi nói bên trên, nhưng tuyệt đối lưu lại giúp tôi lời nhắc mệnh này, vì nó sẽ làm thay đổi cuộc sống của bạn. Câu chuyện kể rằng, có một vị Phật tên là A-di-đà, người đã nói rằng, trong Như Lai Phật Di-đà, có một vùng cõi tuyệt đẹp, được gọi là Cực Lạc, nơi mà những ai tín ngưỡng và tu tập vào ý niệm danh hiệu của Phật A-di-đà, sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ. Trong vùng đất này, không có đau khổ hay khó khăn, chỉ có hạnh phúc trọn vẹn và an lành. Một lần, có một người tu sĩ tên là Vương Thanh đến thăm Phật A-di-đà và hỏi về Cực Lạc. Nghe về vùng đất hạnh phúc này, Vương Thanh thấy tâm huyết và ngưỡng mộ. Tuy nhiên, ông cảm thấy không đủ tư cách để đến được Cực Lạc. Ông nghĩ rằng chỉ những người tu tập đặc biệt mới có thể đạt tới nơi đó. Phật A-di-đà nhìn thấy tâm ý của Vương Thanh và biết ông đang tự cản trở mình. Phật đáp, hãy tin tưởng vào ý niệm danh hiệu của ta và giữ lòng từ bi vô điều kiện. Khi bạn chết ta sẽ đến và dẫn bạn đến Cực Lạc. Nghe điều này, Vương Thanh cảm thấy an lòng và bắt đầu tu tập ý niệm danh hiệu của Phật A-di-đà. Với lòng từ bi và sự tin tưởng, ông thực hành việc giúp đỡ những người cần trợ giúp và sống một cuộc sống đầy lòng từ bi tử tế. Khi Vương Thanh qua đời như lời hứa, Phật A-di-đà đến và dẫn ông đến Cực Lạc. Vương Thanh trải qua niềm vui, hạnh phúc tột cùng, không còn đau khổ và đắm mình trong sự an lành trọn vẹn của Cực Lạc. Bài học từ câu chuyện này là lòng từ bi và sự tin tưởng. Phật A-di-đà đại diện cho lòng từ bi, và bằng việc tu tập ý niệm danh hiệu của Ngài, chúng ta có thể nhận được sự giúp đỡ và hướng dẫn để đạt được hạnh phúc an lành. Bài học cũng nhắc nhở chúng ta rằng, không có ai bị loại trừ khỏi sự giúp đỡ của tình thương và từ bi, và rằng sự tin tưởng là yếu tố quan trọng để thấy được lẽ phải và nhận lãnh ơn phước từ Phật. Vâng, cảm ơn quý cô bác đã đồng hành cùng chúng tôi đến giờ phút này. Chúng tôi hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ trên đây, đã giúp bạn hiểu rõ hơn về tử vi của mình. Chúc bạn một ngày mới tốt lành và hòa thuận với vận mệnh của mình.